Không, cái này dễ tuột lắm. Nó dễ tuột xuống dưới, tức là dễ tuột xuống đây đúng không? Đúng rồi. Dễ tuột xuống đây này. Ta mình đặt ra như khi tuột xuống đây. À, mình đang rồi. Bắt. Đó. Còn cái này nó sẽ kia. Cái này là nó sẽ có cái gờ, nó giữ ở đây. Cái vành nó giữ ở đây. Nó không bị tuột. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.